cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Cesare Philippe và hỏi các môn đệ rằng: người ta bảo con người là ai? Các ông thưa: người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Elia, kẻ khác lại bảo là Jeremia hay một tiên tri nào đó. Chúa Giêsu nói với các ông: phần các con bảo thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Chúa Giêsu trả lời rằng: hỡi Simon con ông Giô-na, con có phúc vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mặc khải cho con, nhưng là Cha thầy đấng ngự trên trời. Vậy thầy bảo cho con biết, con là đá, trên đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khóa nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc, và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý cha, kính thưa các anh chị em tu sĩ và kính thưa toàn thể cộng đoàn. Vào năm 1911, nước Anh đã trải qua một biến cố kinh hoàng, và chắc chắn sử sách sẽ còn nhắc đi nhắc lại biến cố này rất nhiều lần. Đó là sự kiện con tàu Titanic vĩ đại, văn minh nhất lúc bấy giờ bị chìm sâu giữa lòng đại dương mênh mông. Người ta quảng cáo đây là con tàu không thể chìm được, tiếng Anh là The Insinkable Boat, và nước Anh đã quảng cáo cái con tàu này từ 3 năm trước. Nhưng cuối cùng, con tàu khi ra khơi đã va phải một tảng đá ngầm và chìm sâu dưới lòng biển. Ở trên thành tàu, người ta ngạo mạn đề một câu: đây không có Thiên Chúa, there is no God here. Và người ta ngạo mạn phỉ báng Thiên Chúa, và chính vì thế con tàu đã bị chìm sâu dưới lòng đại dương, và hơn 1.000 du khách trên thuyền đó bị chết. 9 năm trước, nước Anh tổ chức kỷ niệm 100 năm biến cố này xảy ra, và trong một cuộc triển lãm, người ta treo hai bức hình rất lớn. Bức hình thứ nhất chụp cảnh con tàu từ từ chìm sâu giữa lòng biển, và người ta chú thích ở bên dưới bức ảnh là sự yếu ớt và nhỏ bé của con người trước sức mạnh khủng khiếp của thiên nhiên. Bức ảnh thứ hai, người ta chụp được một cảnh một người đàn ông quý phái đã nhường chỗ của mình trên một chiếc tàu cứu hộ và chấp nhận cái chết để cho một người phụ nữ được cứu sống. Người ta chú thích bên dưới bức ảnh là sự yếu ớt của con người, của thiên nhiên trước sức mạnh của tình yêu con người. Tổng hợp cả hai bức ảnh này, người ta muốn nói một điều là con người chúng ta là những sinh vật rất nhỏ bé và yếu đuối, nhưng chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ, trở nên vĩ đại nhờ vào tình yêu biết hiến dâng cho nhau. Hôm nay chúng ta mừng lễ kính hai thánh Phêrô và Phaolô. Đây cũng là những con người rất nhỏ bé, rất yếu đuối, đầy những lỗi phạm trong quá khứ,
Nhưng hai ngài đã trở nên vĩ đại, trở nên những bậc thánh để chúng ta chiêm ngắm, bởi vì tình yêu của các ngài dành cho Chúa Giêsu một cách hết sức trọn vẹn. Hôm nay Cộng đoàn Giáo xứ Đông A chúng ta mừng lễ kính hai thánh, đặc biệt chúng ta mừng kính bổn mạng là Thánh Phêrô. Có lẽ năm nào chúng ta cũng tổ chức, và hôm nay chúng ta tổ chức với bầu khí rất là sống động, rước sách hơn một tiếng đồng hồ, biết bao nhiêu ban kèn, ban trống, cờ xí rập trời, hát hò vân vân. Nhưng tôi chỉ hỏi một điều là cuộc lễ hôm nay để lại những âm hưởng gì nơi tâm hồn mỗi người chúng ta? Hay là những cuộc lễ như thế sẽ qua đi một cách vô hồn và chẳng để lại một cái âm hưởng nào, một cái ảnh hưởng nào trong tâm hồn mỗi người chúng ta? Cho nên để trả lời câu hỏi này trong bài chia sẻ hôm nay, tôi xin chỉ gợi ý hai điều để chúng ta cùng nhau suy tư, cầu nguyện, thực hành lời Chúa và bắt chước thái độ của hai thánh Phêrô và Phaolô trong công việc phục vụ giáo hội, để việc mừng lễ chúng ta ngày hôm nay mang lại những kết quả và ý nghĩa tốt đẹp. Điều thứ nhất tôi muốn chia sẻ là tôi mời gọi tất cả mọi người chúng ta nhìn vào gương mẫu nơi hai vị thánh để khám phá ra một nghịch lý rất là cao cả, nghịch lý đối kháng giữa tội lỗi và ân sủng. Thánh Phaolô đã kiểm nghiệm điều này, cho nên ngài đã viết trong thư gửi giáo đoàn Roma: ở đâu tội lỗi càng nhiều, ở đó ân sủng càng chan chứa. Chúng ta vẫn tôn vinh hai vị thánh là vị thánh nền tảng của giáo hội, và đồng thời chúng ta cũng biết cả hai vị thánh này có một quá khứ chẳng ra cái gì. Phêrô là một học trò ưu tú nhưng đã phản bội, và cái sự phản bội của Phêrô cũng giống hệt như phản bội của Giuđa. Nhưng có một điều là ân sủng đã biến đổi sự phản bội nơi con người của Phêrô để biến ngài trở nên một vị đại thánh. Nơi Phaolô cũng vậy, ngài có một quá khứ, và nếu chúng ta xét công tâm thì với những tội lỗi tày đình như thế, ngài đáng bị đang đem ra chém, bởi vì ngài đã lùng sục bắt bớ biết bao nhiêu Kitô hữu và giết hại họ, trong đó có thánh Stefano. Tuy nhiên, như thánh Thomas Aquino đã nói, những người sa ngã trong tội lỗi là những con người rất bình thường. Những ai ở lì trong tội lỗi đó là những tên ác quỷ, còn kẻ nào trỗi dậy trong đống bùn tội lỗi đó là những vị đại thánh. Và chúng ta hôm nay có hai vị đại thánh, thánh Phêrô và thánh Phaolô, là những con người giống như thế. Các ngài đã trỗi dậy từ đống bùn tội lỗi của mình và công tác với ân sủng. Ân sủng của Đức Kitô đã biến hai vị tông đồ tội lỗi này trở nên những vị đại thánh, là tông đồ trưởng của giáo hội. Chúng ta biết đây là hai con người thuộc hai nền văn hóa khác nhau. Thánh Phaolô thuộc văn hóa Hy Lạp, ngài là công dân của đế quốc Roma. Còn ngược lại, Thánh Phêrô chỉ là một bắc dân quê nghèo mộc mạc miền Galilee. Thánh Phaolô là một học giả, là một người có trí thức, đã từng thụ giáo dưới chân thầy Gamaliel, là một học giả rất trổi trang lúc bấy giờ. Còn Thánh Phêrô chỉ là một bác dân trài quê mùa rốt nét, không có học thức, một chữ bẻ làm đôi có lẽ ngài cũng không biết. Và cái đặc nét chung của hai vị thánh này đều là những con người đã từng phản bội Chúa Giêsu. Tuy nhiên, Thiên Chúa đã biến đổi những cây sậy dập nát trở nên đá tảng xây dựng giáo hội. Và cụ thể, chúng ta mừng lễ kính hai thánh Phêrô và Phaolô hôm nay, những con người tội lỗi giống hệt như chúng ta. Tuy nhiên, nếu chúng ta biết trỗi dậy từ đống bùn tội lỗi, chúng ta sẽ trở thành những vị thánh. Đây là điều đầu tiên, và tôi mời gọi chúng ta cầu nguyện, suy ngẫm và bắt chước gương mẫu từ hai vị thánh này. Mỗi người trong chúng ta đều là tội nhân, và có một vị thánh đã nói là tất cả các vị thánh đều có một quá khứ, và mọi tội nhân đều có một tương lai. Quá khứ của Thánh Phêrô và Thánh Phaolô là quá khứ đầy ắp tội lỗi, nhưng đồng thời các ngài đã biết trỗi dậy từ đống bùn tội lỗi đó
để trở nên những vị đại thánh, để cho chúng ta học hỏi và bắt chước. Cho nên tất cả chúng ta nhìn lại chính đời sống nội tâm của mình, chúng ta sẽ khám phá ra biết bao nhiêu bất toàn thiếu sót. Tuy nhiên khi chúng ta nhìn ra những lầm lỗi của chúng ta đừng sợ. Không có tội nào mà Chúa không tha được. Và tội chúng ta cho dù nhiều đến mấy, cho dù nặng đến đâu, vẫn thua xa lòng thương xót của Chúa. Lòng thương xót của Chúa có thể hóa giải tất cả và biến chúng ta trở nên những vị đại thánh giống như Thánh Phêrô và Thánh Phaolô mà chúng ta mừng kính hôm nay. Đó là điểm thứ nhất tôi mời gọi cộng đoàn chúng ta suy gẫm và cầu nguyện. Điểm thứ hai, chúng ta học nơi Thánh Phêrô và Thánh Phaolô về phương cách làm việc chung với nhau để xây dựng Hội Thánh Chúa Giêsu. Hội Thánh là một ý niệm có lẽ quá xa vời đối với chúng ta, và giáo hội ngày nay vẫn hay nhắc các Kitô hữu về cái cảm thức về giáo hội, tiếng Latin là sensus ecclesiae, tức là chúng ta cảm thấy chúng ta thuộc về giáo hội. Và chúng ta xây dựng cái cảm thức này không phải trên ý niệm nhưng bằng chính hành động của chúng ta. Thế thì tôi hỏi quý ông bà anh chị em, đặc biệt bà con giáo dân giáo xứ Đông A, chúng ta xây dựng giáo hội địa phương cụ thể tại giáo xứ Đông A của chúng ta như thế nào? Và tôi xin gửi nhắc để chúng ta suy niệm nhìn vào mẫu gương hai vị thánh Phêrô và Phaolô. Phêrô và Phaolô phát xuất từ hai nền văn hóa khác nhau, có những gì biệt rất khác nhau. Tuy nhiên chúng ta thấy công đồng Jerusalem đầu tiên đã được triệu tập và Chúa Thánh Thần đã hóa giải những khác biệt đó. Phaolô là một học giả gốc Hy Lạp, còn Thánh Phêrô là một cư dân Galilee. Phêrô tôn trọng truyền thống của cha ông, đặc biệt là cổ suý việc cắt bì, còn Thánh Phaolô thì không. Và những xung khắc đó, các ngài đã không phải cãi nhau, nhưng các ngài đã cùng quy tập lại với nhau để Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Và cuối cùng công đồng Jerusalem đã được triệu tập và chúng ta thấy đã được ghi lại trong sách Tông đồ Công vụ. Vì thế, đây là cái phương cách để chúng ta học hỏi từ nơi hai vị thánh Phêrô và Phaolô trong việc xây dựng giáo hội địa phương của chúng ta. Công đồng Vaticano thứ hai đã nhắc lại cho chúng ta ý niệm là đồng nhất trong dị biệt, unity in diversity, để chúng ta biết cách làm việc chung với nhau trong việc xây dựng giáo hội. Có một lần tôi sang bên Mỹ và tham dự lễ dầu tại nhà thờ chính tòa giáo phận Dallas. Và trước lễ, tôi có dịp nói chuyện với vị giám mục sở tại. Khi biết tôi từ Việt Nam mới qua, ngài rất vui. Và ngài chia sẻ với tôi một điều là bên Texas, những nơi nào mà có đông người Việt Nam thì nơi đó giáo hội, giáo xứ tổ chức rất sầm uất giống như chúng ta ở đây, rước sách linh đình, kèn trống tưng bừng khói lửa. Nhưng ngài nói thêm một điều làm tôi cảm thấy rất xót xa: nơi nào càng có nhiều người Việt Nam, nơi đó càng có sự chia rẽ, cãi nhau, cắn nhau, thậm chí chỉ trích, chỉ chiết lẫn nhau, mang nhau ra tòa. Có một lần tôi cũng chuẩn bị dâng thánh lễ tại một nhà thờ dòng Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, dòng Chúa Cứu Thế ở Dallas. Và ở trước sân nhà thờ, tức là cái chỗ đậu xe, thì tôi thấy có một đoàn người khoảng chừng hơn 100 người đang đứng biểu tình, cầm cờ và cầm biểu ngữ đề hàng chữ đả đảo ông Hải. Cha Hải là cha xứ tòa giám mục bổ nhiệm mới cách đó khoảng chừng 3 tuần. Còn cha xứ cũ là cha Tưởng, ngài bị trục xuất ra khỏi giáo xứ và ngài tức bình quy tập một số giáo dân quay lại chống đối cha xứ mới. Và cái điều này xảy ra rất thường xuyên ở bên nước Mỹ, đặc biệt những nơi nào có đông người Việt Nam. Có lẽ ở miền Bắc chúng ta cũng vậy.
Chúng ta thử nhìn lại xem, trong giáo xứ của chúng ta đã cộng tác làm việc với nhau như thế nào? Thánh Phêrô và Thánh Phaolô là những con người khác biệt nhau về văn hóa, nhưng các ngài đã biết lắng nghe và để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn đi đến sự hiệp nhất. Còn chúng ta làm sao? Chúa ban cho mỗi người chúng ta chỉ có một cái miệng để nói, còn Chúa ban cho chúng ta hai cái tai để chúng ta cần lắng nghe nhau. Nghệ thuật lắng nghe nhau rất quan trọng. Thánh Phaolô đúng cũng đã cảm nghiệm điều này. Ngài viết trong thư thứ hai gửi giáo đoàn Thessalonica, ngài viết là: tôi nghe nói có nhiều người trong anh em sống vô kỷ luật, không làm cái gì hết mà việc gì cũng xen rằm, và tôi khuyên người đó hãy ở yên mà làm việc. Thì cũng vậy, nhiều khi chúng ta thích nói hơn là thích làm. Chúng ta trong công việc phục vụ giáo xứ, chúng ta cần phải biết lắng nghe nhau, trân trọng lẫn nhau, và chúng ta đi đến sự đồng quy bằng cách tìm phân định thánh ý của Thiên Chúa để biết cách làm việc chung với nhau. Có một lần có một chuyên viên người Nhật đi sang làm việc tại miền Nam, và ông ta có nói chuyện với tôi cho nhận xét như thế này: người Việt Nam đầu óc rất thông minh, cái chỉ số IQ, tức là chỉ số thông minh của người Việt Nam, nó cao hơn người Nhật rất nhiều. Ông ta nói ba người Việt Nam đầu óc thông minh bằng 10 người Nhật cộng lại. Tuy nhiên ông ta nói tiếp, 10 người Việt Nam cộng tác làm việc chung với nhau thì năng suất không thể bằng 3 người Nhật. Bởi vì người Việt Nam từ cá nhân thì làm việc rất hay, rất giỏi, nhưng làm việc chung với nhau thì rất kém, không có năng suất. Và tôi xin trích dẫn điều này để mời gọi chúng ta, đặc biệt bà con giáo dân trong giáo xứ Đông Ê, chúng ta hãy học phương cách làm việc phục vụ giáo hội nơi gương mẫu của Thánh Phêrô và Thánh Phaolô. Để kết luận, tôi xin trích dẫn một giai thoại được ghi trong cuốn tiểu thuyết Quo Vadis. Đây là cuốn tiểu thuyết do nhà văn Sienkiewicz đã viết. Ông ta mô phỏng cái cuốn tiểu thuyết này dựa theo một cái câu chuyện tưởng tượng mà Kinh Thánh đã gợi lên. Quo Vadis tiếng Latin có nghĩa là thầy đi đâu? Đây là câu hỏi của Thánh Phêrô đã nói với Chúa Giêsu. Vào thời bấy giờ, bạo chúa Nero rất tàn ác, đi lùng soát tất cả những Kitô hữu để tìm cách giết chết họ, và trong đó có Thánh Phêrô. Cho nên các tín hữu khuyên Thánh Phêrô hãy trốn ra khỏi thành Roma. Và trên con đường đi trốn, Chúa Giêsu đã hiện ra với Thánh Phêrô. Thánh Phêrô ngạc nhiên thấy Chúa Giêsu quay trở lại Jerusalem, mới hỏi Chúa: Quo Vadis, thầy đi đâu? Chúa Giêsu trả lời: ta trở lại Jerusalem một lần nữa để chịu đóng đinh. Và chính câu nói đó đã khiến Thánh Phêrô quay đầu trở lại, ngài trở lại thành phố Roma và cuối cùng chịu tử đạo tại đây. Nếu chúng ta có dịp qua bên Roma, chúng ta sẽ thấy cái quảng trường Thánh Phêrô. Ở bên dưới đền thờ Thánh Phêrô thì có ngôi mộ của chính Thánh Phêrô mà hôm nay chúng ta mừng kính. Và trong quảng trường rộng mênh mông đó có hai pho tượng rất lớn là tượng Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, là hai vị tông đồ trưởng xây dựng giáo hội Chúa Giêsu. Cho nên hôm nay tôi gợi ý hai điều này để hiệp lời mừng lễ với tất cả cộng đoàn giáo xứ Đông Á của chúng ta. Tuy nhiên, như tôi đã nhắc lại từ đầu, chúng ta thử hỏi xem cái ngày lễ hôm nay để lại dư âm gì nơi tâm hồn chúng ta, và chúng ta thực sự mừng lễ bổn mạng của chúng ta một cách có ý nghĩa như thế nào. Chúng ta hãy bắt chước gương mẫu của hai thánh Phêrô và Phaolô, chúng ta biết cách cộng tác làm việc chung với nhau, xây dựng hội thánh. Và đồng thời khi chúng ta nhìn lại chính bản thân, chúng ta sẽ khám phá ra biết bao những bất toàn, những thiếu sót. Tuy nhiên điều đó không quan trọng. Chúng ta tin tưởng rằng như Thánh Phaolô đã nói, ở đâu tội lỗi càng nhiều, ở đó ân sủng càng chan chứa. Và cái chìa khóa hóa giải tất cả những lỗi lầm của chúng ta, đó chính là tình yêu.
như Thánh Teresa Hải Đồng Giêsu đã nói: ơn gọi của tôi chính là tình yêu. Tình yêu là tất cả. Tình yêu vượt mọi thời gian và không gian. Ơn gọi của tôi không là gì khác nhưng chính là tình yêu. Và chính tình yêu đã biến hai con người tội lỗi Phêrô và Phaolô trở nên những vị đại thánh, như lời Thánh Phêrô đã tuyên xưng trong bài tin mừng hôm nay: thưa Thầy, Thầy biết mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy. Amen.